con đã cứu con, hãy về và sống bình an. Dù nguy nan cứ vững tin, tin vào quyền năng Chúa thương. Chạm vào Ngài thôi mà người phụ nữ được lành. Bao lần con chạm đến Chúa, chạm đến lời Ngài, đến mình Ngài. Nhưng vì thói quen vô tâm và không tin mến, nên đời con vẫn mù khơi, không đem lại đổi mới gì hơn. Nay lòng tin con đã cứu con, hãy về và sống bình an. Dù nguy nan cứ vững tin, tin vào quyền năng Chúa thương. Cần một lòng tin để được đổi mới cuộc đời, để được can trường đi tới, để xóa sạch mọi nỗi lo sợ. Bao lần đắn đo nghi nan làm con náo lung, xin Ngài hun đúc lòng tin, đem an bình rồi chiêu hồn con. Trong lòng để được đến gần với Chúa, để sống thật tình với mọi người. Xin Ngài xót thương cho con được ơn cái hoa, cho đời con mãi nở hoa, luôn chan hòa tình mến gần xa. Nay lòng tin con đã cứu con, hãy về và sống bình an. Dù nguy nan cứ vững tin, tin vào quyền năng Chúa thương. Nay lòng tin con đã cứu con, hãy về và sống bình an. Dù nguy nan cứ vững tin, tin vào quyền năng Chúa thương.